Vâng, Hoàng Giao Đô xin mến chào các bác. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Giao Đô. Video phát hành vào buổi tối hôm nay là ngày mùng 6 tháng 9 năm 2022. Trong video lần này thì Hoàng Gia lại về thêm được một số sản phẩm audio. Đó là hôm nay thì Hoàng Gia về thêm được đó là 3 chiếc âm ly và một chiếc đầu câm của hãng Sony. Vâng ạ, và trong video lần này thì Hoàng Gia cũng sẽ giới thiệu cho các bác cái 4 cái sản phẩm này và cũng như là sẽ báo giá chi tiết cho các bác. Trong phần đầu video thì Hoàng Gia đang test và phối ghép đó là chiếc âm ly Nationa Panasonic, một trong dòng âm ly đài xuất Mỹ, và ghép với đôi loa AR4. Các bác có thể nghe cái chất âm của nó rất là hay. Bình thường thì nói đến AR4 thì thông thường các bác sẽ ghép với một số cái dòng âm ly đặc 90% trở lên thì sẽ ghép với những cái dòng âm ly là Fisher. Trong clip lần này thì Hoàng Gia sẽ không ghép với Fisher nữa, sẽ ghép thử với những dòng âm ly khác, đặc biệt là những dòng âm ly nó hơi ít gặp trên thị trường này, thì để thử chất âm. Và giá của những dòng âm ly này thì rất là rẻ các bác nhá. Đấy. Nên là cái đồ chơi audio này nó không phụ thuộc vào phần giá, mà nó phụ thuộc vào vấn đề là chúng ta phối ghép làm sao nó có chuẩn hay không, để một bộ sản phẩm nghe hay và chi tiết ngọt ngào từ ba đầy đủ của ba giải thì không phải là cứ đắt là hay các bác nhá. Cái quan trọng nhất là cái đồ nó phải phù hợp với nhau. Đó là cái âm ly, cái chất âm của cái chất âm ly này và cái đôi loa này nó có phù hợp với nhau không thôi. Còn khi mà nó phù hợp thì đắt rẻ không quan trọng các bác nha. Thì hôm nay thì Hoàng Gia cũng sẽ giới thiệu các bác một cái mẫu âm ly cũng rất là rẻ tiền thôi, nhưng mà các bác có thể nghe chơi AR4 rất là ngọt các bác nha. Chẳng kém gì Fisher đâu các bác ạ. Đấy. Thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu các bác đó là có hai mẫu âm ly có thể chơi loa AR2, AR4, AR2 rất là hay luôn. Một là Danico, con ở trên cùng, và hai là con ở số 3. Đó là Nationa Panasonic các bác nhá. Vâng ạ, và bây giờ em sẽ đi chi tiết giới thiệu từng video trong sản phẩm này, từng video sản phẩm một. Về đầu tiên ấy thì ở trên này thì em có một con Dynaco. Con này có cái dòng này là dòng âm ly Mỹ, size của nó thì rất là nhỏ thôi. Các bác biết là size của âm ly Mỹ thì nó chỉ khoảng 37-38 thôi. Đó, 37-38 thôi. Con này thì rất là nổi tiếng các bác nhá. Dynaco, con này model nó là Q80Q các bác nhé, 80Q. Các bác có thể nhìn lên hai con tụ, một con tụ xuất âm, hai con tụ lọc nguồn rất khủng luôn. Đấy. Tụ rất là khủng nhé. Con này chơi 4 sò nhôm các bác nhé. Chơi 4 sò nhôm. Dòng này thì cổ lắm rồi. Dòng này thì âm ly rất là cổ rồi các bác nhé. Và dòng này cũng rất là bình dân luôn. Dòng này thì em cũng nói rõ là cái con âm ly Danico này, cái chơi được tốt những cái dòng loa của Nhật, loa của Mỹ. Và nếu các bác nào chơi AR2 cũng rất là hay luôn, và nó rất là rẻ tiền nếu chúng ta biết cách chúng ta ghép được nó, thì nó cho chất âm rất là tuyệt vời, và giá của nó thì cũng cực kỳ mềm luôn các bác nhá. Nó rẻ như âm ly Nhật thôi, nhưng mà Hoàng Gia cũng xin nói luôn là cái tình trạng của cái con Danico Q80Q này thì có một con sò, tức là nó có 4 con sò nhôm thì nó bị lai mất một con, bởi vì là khi về Hoàng Gia
cũng có một chút gọi là sai về kỹ thuật thì nó bị cháy mất một con sò. Đấy, đấy là do chính bản thân mình làm nghề nhưng mà mình đã sơ suất là mình đánh nó bị cháy một con sò và bắt buộc là phải thay một con sò khác. Đấy, tóm lại nó ba con bốn con sò thì nó bị lai mất một con. Thì tình trạng như nào thì em cũng sẽ nói rõ cho các bác để các bác biết. Đấy, và dòng này thì dưới giá thị trường thì nó cũng khoảng tầm 6 đến 7 triệu gì đó các bác nhá. Con này nó rất là rẻ, nó không đắt tiền. Nhưng mà nó chơi được rất nhiều dòng loa. Nhưng mà vì nó bị lai một con sò rồi thì em cũng xin để cho các bác một cái mức giá cũng rất là tuyệt vời luôn các bác nhá. Giá em này em để cho các bác giá là 4 triệu 500 ngàn đồng. Đấy, chỉ vì lai một con sò thôi mà em phải để bán một cái giá gần như là giá xả lỗ luôn các bác nhá. Đấy, mà còn phải thay sò cho các bác luôn. Và chạy rất là ok rồi thì giá là báo cho các bác để các bác biết để chơi cho nó giá công khai và cũng như là cái tình trạng máy móc như nào thì em cũng sẽ nói cho các bác luôn. Mặt mũi rất là đẹp luôn. Đấy. Bác nào quan tâm đến nội thất ruột gan thì em sẽ chụp ảnh gửi cho các bác. Chơi loa Nhật loa Mỹ rất là tuyệt vời các bác nhá. Đấy. Tiếp theo là chiếc đầu câm Sony này. Con đầu câm này nó cỏ thôi, cũng hai đèn tia kênh trái kênh phải, rất cỏ thôi nhưng mà chất âm rất là tuyệt các bác nhá. Chắc chắn là trong cái tầm tiền mà Nát Nước Hoàng Gia sẽ báo giá thì các bác sẽ thấy ngỡ ngàng này. Và các bác nếu mà quan tâm về chất âm thì em sẽ gửi cho các bác riêng. Đấy, nên trong clip này em sẽ không gửi được chất âm của cái con Sony này, nhưng các bác có thể nhìn cái đầu từ của nó đây. Đây các bác có thể nhìn đầu từ này. Đấy, em có thể nhu với zoom thì các bác nhìn đấy, đầu từ này gần như chưa bị bào mòn luôn. Đấy, đầu từ sắt các bác nhá, còn rất đẹp luôn. Đấy, rất là còn rất là mới ạ, rất là mới các bác nhá. Và con này nó có hai hồi gỗ nhá. Hồi gỗ này là hồi gỗ xịn nhá, chứ không phải là hồi gỗ đóng theo các bác nhá. Không phải hồi gỗ đó mình đóng đâu, hồi xịn luôn đấy, hồi cực kỳ xịn luôn. Đấy, mặt mũi rất đẹp và đây, bằng sắt xi bên trên. Con này thì nó làm dây AV để làm dây liền, nó không phải dùng dây cắm như những cái dầu khác. Đấy, các bác thể nhìn này, dây của nó này, dây xịn luôn này, có chữ Sony Japan này. Đấy, có chữ Japan này, Sony Japan ở trên này luôn này. Đấy, các bác có thể, nếu mà các bác nhìn trên điện thoại các bác, đấy, em zoom nhìn nó sẽ khó hơn một chút, nó sẽ có chữ trên đây. Dây nó là dây liền các bác nhá. Đấy, các bác có thể nhìn này, dây đầu ra đầu vào nó liền nhau, nó liền vào đây luôn, chứ nó không dùng cái phích cắm bông sen như những cái đầu câm khác. Nhưng chính vì những cái dòng đầu này thì nó có cái hay là nó rất ổn định về dây rắc, và dây của nó cũng đều là dây xịn hết, đều là dây rắc xịn. Và giá cũng nó cũng rất là bình dân các bác nhá. Và thu băng cũng khá là nét. Đấy. Bác nào quan tâm thì em sẽ gửi cho bác một cái đoạn test thâu băng và cũng như là sẽ mở âm thanh ở trên con này. Giá của em này thì giá nó cũng là 3 triệu 500 ngàn đồng các bác nhá. 3 triệu 500 ngàn đồng Sony. Con này nó có cái size cũng khá lớn đấy các bác nhá. Đây. Size 46. Size 46, chiều cao là 10 cm. Đấy. Mặt mũi rất đẹp luôn. Dưới đáy còn sắt xi 7 màu các bác nhá. Và hồi gỗ là hồi gỗ zin nguyên bản nhá, chứ không phải hồi gỗ mình dựng thêm hay đóng thêm được các bác nhá. Đó. Tiếp theo là con âm ly Nationa Panasonic. Thì các bác biết rồi, Nationa và Panasonic thực ra nó là một. Nhưng mà khi xuất sang các thị trường nước khác thì nó lấy là Panasonic, còn trong nội địa Nhật thì nó là Nationa. Đấy, như các bác đã biết. Con này thì chơi bốn sò nghé, sò nhôm, nhưng mà là sò nghé, sò nhỏ đấy ạ. Và nó là âm ly đài. Rất là bình dân thôi, nhưng mà chơi những dòng loa AR4 hoặc là những dòng loa Mỹ cổ cũng rất là tuyệt vời các bác nhá. Với những dòng loa có độ nhạy cao một chút hoặc là có những dòng loa có tầm bắt 20-25 đủ lại thì con này chơi chất âm khá là hay và chi tiết. Đấy, như các bác đầu tiên các bác có nghe cái chất âm của nó ở khi mà Hoàng Gia có test á. Nó là âm đi đài các bác nhá. Đấy, thì ở đây thì hàng nguyên bản về thì em có nói luôn là đây, ở đây nó đang cháy một cái bóng này. Nên là các bác nhìn đoạn này là tối nhá. Cái đồng hồ đây nó có một đồng hồ này, đồng hồ này đồng hồ dò sóng của đài thì nó bị tối, cũng là do nó bị cháy bóng. Thì cái này em cũng nói luôn là em sẽ trước khi gửi bác nào chốt thì em sẽ thay bóng đầy đủ cho các bác, sáng đều như này luôn và đúng bóng sợi đốt luôn nha, chứ không thay bóng nét các bác nha. Bóng nét thay vào rất là xấu, rất là phản cảm các bác nha. Thay tất cả bóng sợi đốt các bác này nhỉ, giải đài nó sẽ sáng như này. Đây là tất cả, đây là bóng sợi đốt này, giống như con san sùi này, nó đều, những cái đèn này nó sẽ đều như này. Và khi mình thay bóng này nó cũng sẽ đều như này luôn, nó không có chỗ nào sáng quá cũng không có chỗ nào tối quá. Đấy. Con này thì size của nó là size 42. Ở đây mặt nó là mặt nhôm. Đấy, mặt nhôm. Vỏ là vỏ sắt các bác nhá, vỏ sắt. Đấy. Giá của nó thì con này cũng rất là bình dân luôn. Con này thì em đang bán với giá là 7 triệu đồng các bác nhá. 7 triệu đồng. Bao zin tuyệt đối luôn cho các bác. Đấy.
Con này các bác tận dụng mà đánh nhiều loa hay rất hay luôn các bác nha. Em nghe khi em test cái con này em thấy là chất âm cực kỳ tốt, nên là em quyết định ghép với AR4 để thử chất âm của nó. Vì cái dòng này chỉ cần nếu mà làm quen mà làm nhiều chỉ cần là nhìn qua thôi cũng có thể biết là chất âm con nào hay rồi. Nhìn qua cái cấu tạo bên trong cũng như là sò của nó là sò gì và cái cấu trúc máy thôi là cũng chúng ta có thể biết được con này nó có chất âm như thế nào rồi. Nên là em quyết định ghép AR4 để mời các bác chúng ta cùng thẩm âm. Nếu bác nào mà có AR4 này các bác có thể ghép con này cũng rất là tuyệt vời. Không nhất thiết phải là Fisher. Vì Fisher thì nó là một cái bài, nó gần như là một công thức rồi. Nhưng mà chúng ta muốn thay đổi chất âm một chút thì đây là một cái phương án để chúng ta tham khảo thêm. Và giá của nó cũng rất là bình dân. 7 triệu đồng cho Omni Latiola Palasonic các bác nha. Tiếp theo này sang con cuối cùng là con Omni của Sansui 4000. Con này thì em bán rất là nhiều rồi. Đấy, bán phải đến một tháng em phải bán đến 4 đến 5 con như này. Cứ có hàng về lại bán hết. Thì hôm trước có bác nào có gọi cho em hỏi con Sansui 4000 này. Thì đợt trước này em cách đây khoảng một tuần gì đó thì có một bác có hỏi mua về con này. Thì em nói luôn là em hết rồi. Đấy, có một con nữa thì em để cho bác khách rồi. Vì bác khách bác ở bên nước ngoài bác ấy đặt rồi thì em để riêng con đấy cho bác rồi. Con này nó là hàng vừa mới về tối hôm qua. Và vỏ nó cũng không có vỏ gỗ các bác nhá. Và đèn đài đầy đủ các bác có thể nhìn này. Hai cái đồng hồ sóng đài do AM FM và đây là giải đài FM 108. Con này là xuất âm tụ chạy đa cầu điện. Con Latiola Panasonic này chạy đa cầu điện các bác nhá. Em quên mất chưa giới thiệu con này cũng đa cầu điện này. Đấy, vì hàng xuất mà. Còn đây con này thì chạy đa cầu điện rồi. Xuất âm tụ công suất của nó là 330W. Chạy đánh cầu A B C, A cộng B, A cộng C. Size của nó là size 44 các bác nhá. Đấy, size 44. Con này thì đài FM AM bắt rất là rõ nét luôn. Đấy, giải đài rất là đẹp. Kim, đèn kim còn sáng và đèn giải đài cũng rất là đều. Không có bóng nào bị tối, không có bóng nào bị cháy. Đấy, các bác có thể nhìn ở đây các bác biết này. Tất cả giải đài rất là đẹp, Sansui 4000. Con này thì nó cấu trúc của nó thì nó gần như con 5000 hoặc con 5000A, nó gần như tương đương nhau. Đấy. Con này nó chỉ khác những con 5000 và con 5000A là ở cái phần này nó có cái chỉ phào này, các bác có thể nhìn cái chỉ phào này. Nó cũng rất là đẹp. Đấy. Bình thường những con 5000A này nó sẽ không có chỉ phào mà nó chỉ là có một cái đường thẳng như này thôi. Như trước mặt này thôi, nhưng con này nó sẽ làm một cái dạng chỉ phào. Con này thì em sẽ lên hồi gỗ cho các bác. Đấy, hộp vỏ gỗ đấy, gọi là lên vỏ gỗ nữa thì rất là đẹp luôn. Vì bản thân con này sản xuất về là nó sẽ không có vỏ gỗ đâu. Cái này là mình phải làm thêm thôi các bác nha, làm thêm vỏ gỗ cho nó. Và con này thì em bán máy trần không vỏ gỗ là 10 triệu các bác nha. Không có vỏ gỗ là 10 triệu. Đấy. Các bác nào làm thêm vỏ gỗ nữa thì các bác cộng cho em 500 nữa. Bản chất là em làm mất 600, nhưng mà em tính cho các bác 500 thôi. Đấy, để các bác tính cho nó tròn tiền. Còn bình thường là em đi làm là thợ người ta sẽ lấy chính xác là 600.000. Đấy. Thì em lấy các bác 500 rồi các bác nha. Thì các bác mua Omni thì em sẽ có cái giá nó giảm lên một chút. Đấy. Bao zin tuyệt đối cho các bác. Và dòng này thì các bạn đánh dòng loa mắt võng mắt cáo Pioneer hay Sansui rất là hay luôn. 77A88A chơi tốt. Sansui 1500, 2001, 2002, 3500, 2500. Đó, con này chơi rất là tốt luôn. Thì các bác có thể đấy, thì ghép những con này. Nó vừa tiền mà hai là chất âm nó rất là hay. Đó. Thì em xin kết thúc cái video đây. Thì giá thì em đã báo công khai rồi. Bác nào quan tâm những sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Em sẽ gửi ảnh ruột gan cũng như là cần những video test thì em sẽ gửi video test qua Zalo cho bác. Cảm ơn các bác và mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ với số trên ạ. 0975884009. Địa chỉ cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cảm ơn và Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.